quả nhiên hôm nay đánh rất là tuyệt vời, rất là hay, không có thể chê được. Đừng sợ em đêm nay, hãy nói em sẽ ở đây. Đừng để em một mình ở chỗ này. Hãy hiểu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Và hãy nói em vẫn.
nãy giờ là nói